Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Top Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Vào sáng ngày hôm nay 17 tháng 8 thì truyền thông Hoa ngữ xôn xao với loạt hình ảnh kèm thông tin Châu Tinh Trì đang hẹn hò với mỹ nhân 17 tuổi có tên là Trương Hiểu Kỳ. Việc cặp đôi ông cháu này hơn kém nhau tới 42 tuổi khiến netizen choáng nặng. Trong những tấm hình do paparazzi cung cấp thì Châu Tinh Trì tỏ ra quan tâm với người tình tin đồn. Điều này càng khiến cho các fan cho rằng vị đạo diễn U60 đã tìm được hạnh phúc mới sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm. Sau khi gây bão Weibo và khiến truyền thông vô cùng bất ngờ, các tờ báo đã nhanh chóng liên lạc với phía nam diễn viên gạo cội để có được câu trả lời cho tin đồn tình ái này. Vậy nhưng khác xa so với kỳ vọng, trợ lý của đạo diễn Châu đã có lời chia sẻ gây cụt hứng. Trước buổi đi chơi 2 ngày, chính cô gái kia đã chủ động rủ Tinh ra đi lướt sóng, nhưng ông ấy không quan tâm cũng chẳng trả lời cô ấy. Hai người không quen biết nhau, cả một nhóm đi biển chơi, nhưng không hiểu sao câu chuyện lại bị báo chí viết thành ra như thế này. Quản lý này còn tỏ thái độ khá bức xúc, là cô gái kia giở trò, rõ ràng hai người không hề quen thân với nhau. Lời giải thích này được coi là câu trả lời dập tan tin đồn hẹn hò giữa Châu Tinh Trì và Trương Hiểu Kỳ. Vậy nhưng trên mạng xã hội lại chia sẻ thêm bức ảnh cặp đôi ông cháu xuất hiện tại bến tàu lúc tối muộn, cho thấy mối quan hệ của hai người khá thân thiết. Trương Hiểu Kỳ sinh năm 2004, năm nay mới chỉ 17 tuổi. Cô gái này có tham dự cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021, tuy nhiên lại không lọt vào vòng trong. Trên mạng xã hội Instagram, Trương Hiểu Kỳ chia sẻ hình ảnh cá nhân, khoe triệt để nhan sắc và vóc dáng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hoa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.